Quê em Hải Phòng ạ. Em quê Hải Phòng. Chào bạn. Vừa mình đã vậy mà Vic lên và quay được một số cảnh từ phía cửa biển hướng về Cù Lao Hòa Minh. Có thể thấy là Cù Lao Hòa Minh rất là rộng. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục trở lại con đường cũ và tìm quán xá nào đó nghỉ ngơi, và trong chiều nay mình sẽ cố gắng là tìm ghe. Mình sẽ đi ghe để tới thành phố Trà Vinh. Mình vừa thuê một chiếc ghe, giờ mình sẽ chạy từ đây đến cuối của Cù Lao đến thành phố Trà Vinh trong chiều nay luôn. Đây có một đám chào mọi người. Nhà mình có đám gì ạ? Alo ạ. Nhớ không nhớ quà nhậu quá quay tôi lên nghe khoái. Cái đầu chót vót mãi thấy lên đẹp dữ chứ. Cà Mau ở huyện nào? Thành phố là không thành phố luôn không? Còn quê của em ở đâu? Quê em Hải Phòng ạ. Em quê Hải Phòng. Tôi rảnh là tôi ghé nhậu chơi ngã bồng ở khúc nào? Dạ. Qua bên đó hả? Đánh hết lên. Đẩy thằng bia ra đây. Không bún gì cả. Không bún được không? Không bún được không? Mày thằng mày. Chơi bún rồi giữ bụng. Xin. Trang gì đây? Trang gì đó. Dạ dạ. Cà ri đây. Cà ri hay lẩu gì cũng trang gì đó. Thôi khỏi nó mềm ra, nó xước. Vào với vào với bà đó cát không có. Vào cái nồi nó lật cái này lên nó đau. Mới đi ăn coi tôi quải cho. Dạ. Quải này cho. Không cần ăn được. Ăn vừa ăn vừa quay được. Coi. Quay hành trình. Quải nó chạy luôn á. Quay hành trình đi. Bạn họ luôn không á. Đâu vậy thôi. Cái này đâu có mở gì phải không? Không. Mang chơi được không? Để tôi mở cho đổ quay phim bắt. Bộ tôi nghe không lộ cũng lộ. Quay cái bụng không lên. Biết được biết được không? Không á, để quay chơi mà nó cầm mà không rồi. Biết được cầm thôi quay. Quay ngay cái trống không á? Vậy mới bình tới. Mắt nhắm mắt mở nha. Vô đổ à. Đi đi ra bên này đi. Mấy ông bự này ông vô á, nói ra ngay ông bự vô nè. Vô đổ à. Thôi đâu bạn nha. Thôi mới lên đài á. Lúc đó là ông mới lên đài. Quay ông cũng bự nè. Ông đưa cái tay đó là phải quay ngay mặt ổng được à. Đúng rồi, ông tháng giờ. Ừ, quay ngay mặt. Thịt à, hâm mấy chai rồi nói gì á. Mới lên đài thấy mập á. Mới uống nước. Từ nãy giờ chưa uống à. Có. À, nó vô đổng mà. Thấy rồi. Trung Quốc từ xa. Ở mình đây là ấp gì ạ? Thầy Tổ. Dạ. Tủ rửa cũng được. Kiến này cái gì em? Dạ, em. Kiến này. Kiến cận. Cận hả? Kiến có độ được coi thử. Em mượn được anh mời. Em xài được chứ còn anh xài không được đâu. Không phải đo đúng mới được. Ừ, vậy chứ xài nước đó hả? Mày mang đi mèo cá bạch đất sợ. Cận thằng nào đưa vô cũng như nấy thôi. Dạ. Đúng rồi, muốn đổ vô ăn thôi.
lấy bấm lại tự nhiên đi. Dạ. Ở đây thôn quê tự nhiên chứ dạ. Không có gì đâu. Bà đó, ông không có dạ. Tay thôi. Dạ. Em đâu, em tên Giang. Anh tên Giang chứ anh nhậu là anh Giang rồi. Giang Giang. Giang ạ. Giang. Giang. Di đúng không ạ? Dạ. Cốt, cốt. Hồi nãy giờ. Giang. Cứ nặng đem cứ luôn đó đụng vô đây rồi. Không cần đụng đất bàn, đụng vô cái miếng vải trái bàn rồi. Nữ đồng quan này ngồi gần đó rồi thầy ơi. Cha con tài. Không có. Ở thầy thầy. Giang rồi. Không có gì đó. Lớn mày uống mày dở ra mày đứng đây nè, mày uống bên kia tao quay đúng mày. Vậy. Uống vậy đó mày đứng lên rồi quay được. Đúng mày đâu. Đứng đứng bên đây nè, quay qua. Uống không nghiên cứu người ta. Bả nãy giờ tôi ra ngoài mà tôi khóc nãy giờ. Tức á. Phải nãy tôi ngồi kia được rồi. Qua 12 giờ giờ 15 á. Ờ chơi với mấy này nó chạy không chạy không được. Nó chạy sao cỡ. Kênh phải vui rồi qua được. Mới chơi phải đi để biết bác rồi vui vậy nhậu được một để coi như cái đại lý nè được nè nó qua mỗi ngày hồi nào uống được không dạ dạ được lên đại lý nè mày Vĩnh Long mày Long xong rồi xuống ở dưới Sa Đéc xong rồi Cao Lãnh rồi Hồng Ngự rồi mới chú đi là về mấy gì với còn mấy đưa tôi tháng mẹ nó 50 triệu tôi đi với ông chạy đò ghe suốt luôn vậy đó đi đâu tôi đi đúng đúng xíu rồi tới rồi đây à tới rồi tôm ở thảo bữa đâu sau này ông bán là tôi em mời mọi người đi em nói vậy đấy dạ dạ có tùy khả năng của em chứ tao tôm ở khu vực này giờ tí tôm tao là đụng bán đó, chắc em mời mọi người ly rồi em đi xem có sơ có phà đi uống lại cà lên coi uống không đó có phà tới ghe tới rồi rồi nhiều phước này muốn hạ của ngài muốn đi thôi được đúng như là muốn ra hạ tiếp mà hốt của anh ta mình đi đi đây uống nè được không? Nữa xong rồi vậy là cầm mé. Cầm mé rồi quay. Mé chạy đây rồi dính luôn. Bên kia ngon rồi. Mà mày đợi cái gì nữa cho uống hiện cái này máu quá. Em nó mượn ly nó giao lưu cái nữa luôn đi. Không nhiều lắm giờ hiện tại bây giờ bánh. Vậy anh em mình vui vẻ ha. Dạ. Sao giả đi vậy? Đây 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 đây. Ờ thế chắc em mọi người ly em đi. Mọi người ở lại ăn uống. Uống không? Rồi em đi cũng vui vẻ. Uống không? Là mới uống gì quên cái rộng. Ờ mới uống uống nữa nó có sao đâu. Rồi rồi. Rồi rồi. Vui vẻ. Cháu xin phép nhá. Cháu chú. Cháu đi trước. Có ghe đến rồi cháu đi. Đá đâu. Dữ dữ. Quay máy nha. Dạ dạ. Có ba lô em nhớ mà. Ba lô nữa. Dạ vâng. Rồi. Sáng này rồi. Chiến cãi phải không? Rồi. Cháu đi chú, dạ, cháu đi chú. Dạ, dạ, có dịp cháu quay lại chơi. Bây giờ mình sẽ đi đi ra bên phà. Hiện tại đã có một ngoài ra ngoài đây mình sẽ thuê ghe và đi thẳng tới thành phố Trà Vinh luôn. Kia như là kia chính là chiếc ghe mình sẽ đi. Ơi, mình sẽ lên ghe và tới thành phố Trà Vinh. Này. Em qua Trà Vinh anh. Ê ạ. Đi mé bên nào cũng được. Cứ qua bên mình qua thẳng Trà Vinh là được. Rồi, từ đi tới là như được thôi ha. Dạ. Lên ghe và bây giờ mình sẽ đi thẳng tới thành phố Trà Vinh. Từ đây tới Trà Vinh là dự kiến là khoảng 2 đến 3 tiếng. Con đường khá dài.
xuyên qua, mình đã đi xuyên qua Cù Lao Hòa Minh rồi. Thành phố Trà Vinh sẽ nằm ở đâu đó hướng này. Phía xa kia chính là thành phố, thì thấy có một số tòa nhà cao, hay là bến cảng hoặc là thành phố Trà Vinh có gần đây không anh? Theo anh ba đường thì thành phố Trà Vinh nằm ngay kia rồi. Phía xa xa thì mình có thể nhìn thấy một chiếc cầu, chính là chiếc cầu cổ chiên nối giữa thành phố Bến Tre và tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Mình sắp tới cập bến, một bến phà ở trong thành phố Trà Vinh rồi. Các bạn, hiện tại thì mình đã tới được thành phố Trà Vinh. Bây giờ mình sẽ đi tìm nơi nghỉ và đi dạo một vòng quanh thành phố.